Xin chào mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ nói tới cái chủ đề là đọc sách, tự học. Ok. Thì mình nhớ suốt cái thời kỳ cấp 2 của mình đọc rất là nhiều loại sách. Thì hồi đó thì cũng khổ, cũng khó khăn, thành ra không có tiền để mua nhiều sách. Chính ra thì nhà mình thời kỳ đó tương đối có điều kiện. Thì so với bạn bè cùng trang lứa thì mình để dành tiền, mình xin tiền để mình mua sách rất là nhiều. Đặc biệt như các cái chủ đề, các cái loại sách về khoa học, kỹ thuật. Ví dụ như toán học vui hay là vật lý vui, mình rất thích những loại sách như vậy. Hoặc là những cái cuốn sách nó nói về thiên văn học, hoặc là kiến thức cơ bản chung chung về aerospace and engineering, đại khái là về du hành vũ trụ. Rồi tại sao mình lại thích các cái loại sách đó? Thì đương nhiên là tại vì nó cung cấp rất là nhiều kiến thức, đặc biệt kiến thức tổng quát. Nó không sâu lắm đâu, nó cung cấp kiến thức không có sâu. Nếu sâu thì phải đi vô chuyên ngành nữa. Còn đây ví dụ như Thái Dương Hệ mình có bao nhiêu hành tinh, rồi ví dụ như trải qua địa cầu của mình nó sẽ có một vệ tinh là trái đất, cái trái đất của mình nó sẽ có một vệ tinh là mặt trăng. Thì tương tự như vậy nó sẽ cung cấp rất là nhiều kiến thức. Rồi ví dụ như khoa học vui, vật lý vui sẽ cung cấp chúng ta những kiến thức chung chung, ví dụ như là nước sôi nhiệt độ bao nhiêu, rồi nhiệt độ đóng băng, rồi cái nhiệt độ mà tan chảy, melting point thứ. Thật ra sau nhiều năm thì mình cảm thấy những cái thông tin kiến thức này rất là bổ ích. Ở nước ngoài thì đặc biệt cực kỳ bổ ích. Tại vì khi mà các bạn trẻ họ sẽ tham gia những cái thi như là O-level hoặc là A-level, thì những cái kiến thức này rất là bổ ích cho việc viết những bài luận. Thì mình thì không chỉ đọc những thể loại sách thiên về khoa học kỹ thuật, mình đặc biệt đọc về các thể loại sách văn học, nhất là tiểu thuyết. Thì tiểu thuyết theo mình nghĩ là nó sẽ làm tăng cái khả năng từ vựng của mình, tăng cái khả năng kiến thức và xã hội học của mình nữa. Mình sẽ biết được cái văn hóa, cái ngôn ngữ, cách sử dụng từ, thì nó bao gồm nhiều cái mà. Cho nên mình nghĩ là nó không có vô ích đâu. Đừng nghĩ là chỉ đọc sách khoa học kỹ thuật mới là đủ, mà đọc về các cái loại sách lịch sử xã hội, về các kiến thức xã hội nó cũng rất là bổ ích. Tuy nhiên là sách ở nước ngoài thì họ được xuất bản cho những cái công ty tư nhân, họ xuất bản là chính, ngay cả sách giáo khoa cũng vậy. Thì cái kiến thức của nó là kiến thức rất là open, rất là tự do, cởi mở. Nó không phải là kiến thức bị áp đặt theo kiểu là tuyên truyền. Đặc biệt các một số nước thì họ control, họ muốn khống chế nó giữ cái tư tưởng người ta. Thì các loại sách đặc biệt là nó mang cái định hướng tuyên truyền. Thật ra ví dụ như ngày xưa mình cũng đã đọc, cái thời của mình thì cũng đọc khá nhiều sách về Liên Xô, về nước Nga vĩ đại. Nước Nga rất vĩ đại. Thế bây giờ nó bị ám ảnh luôn, mình vẫn còn bị ám ảnh. Đương nhiên là mình đã gỡ bỏ nhiều đi rồi, nhưng mình khi nghĩ đến nước Nga thì cái từ đầu tiên của mình nghĩ tới là nước Nga vĩ đại. Nhưng mà vĩ đại như thế nào thì bây giờ mình có thể nhìn vào thực chất. Thì đương nhiên nước Nga nó vĩ đại về diện tích, nhưng mà nó cũng có những nhân cách lớn. Nhưng mà các nước khác không có à? Đương nhiên các nước khác cũng có, thậm chí còn vĩ đại hơn. Cho nên chúng ta, sau khi chúng ta đọc được rồi, chúng ta trải qua một quá trình trau dồi hiểu biết, làm việc, học tập cao hơn nữa, thì chúng ta bắt đầu nhìn lại xem những kiến thức ngày xưa của mình nó có đúng với thực chất hay không, hay là chúng ta vô tình bị những tác giả họ định hướng cái tư tưởng của chúng ta. Cho nên các bạn phải đọc nhiều, không đọc nhiều thì không thể tăng được kiến thức được.
kiến thức này nó bổ ích cho tới một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy nó rất là bổ ích, đặc biệt là ứng dụng trong việc học, làm việc, giao tiếp. Thì ví dụ như hôm nay này, có một người bạn, người bạn nó mượn cái điện thoại của mình, mượn cái phone của mình này, để đi vào internet. Thì khi anh ta mở cái màn hình điện thoại mình lên, thì anh ta rất là bất ngờ bởi một cái hình của một cái nhân vật người Ấn Độ, một cái philosopher, một cái nhà triết học, một cái triết gia, nhà tư tưởng người Ấn Độ. Thì anh ta cứ tưởng đó là bố của mình, cứ tưởng đó là bố của mình. Mình nói không phải, anh ta cho rằng là mình già đi thì mình sẽ rất giống. Mình mới nói là ông này là Krishnamurti. Thì anh ta rất là bất ngờ, anh ta hỏi ủa tại sao bạn cũng là một nhà sư Phật giáo mà tại sao bạn không để hơn một nhân vật Phật giáo, mà bạn để một nhân vật ngoại đạo, một nhân vật như Krishnamurti. Thì mình nói là thật ra là người bạn này ở một nước khác, một nước khác cũng học chung với mình. Thì mình nói là thậm chí những cái bạn cùng đứng với bạn á cũng biết nhân vật này, có lẽ là bạn chưa đọc về nhân vật này. Thì ok, thông tin thì đầy rẫy trên mạng. Mình ví dụ như mình là nhân vật, mình là người của Phật giáo, thì không nhất thiết mình phải để những cái hình của Phật giáo. Cái tư tưởng của mình nó phải open-minded hơn, tư tưởng mình phải cởi mở đi, chứ mình không thể là conservative được, không thể là bảo thủ được. Cái bảo thủ nó làm cho xã hội bị trì trệ và tư tưởng mình được. Một khi mà mình tự ngăn cách mình với xã hội xung quanh, mình sẽ không bao giờ nhận được những kiến thức mới. Riêng về bản thân Krishnamurti là ai thì các bạn có thể tìm trên mạng, không nhất thiết mình phải giới thiệu ở đây. Ok, cũng có thể giới thiệu chút, ví dụ như theo ngài Dalai Lama, ngài Dalai Lama thứ 14 thì cho rằng ông là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thế giới. Ok, ví dụ vậy đi. Nhưng mà không phải vì nghe cái danh đó mà mình để hình của ông. Đương nhiên mình phải nên đọc những cái tác phẩm của ông, mình phải đọc cái tư tưởng của ông, tư tưởng của ông truyền bá điều gì đó, nó có hữu ích, có hay, có đáng cho mình ứng dụng hay không. Thì mình cũng không nghĩ mình để hình nền là để mình thần tượng hóa, không phải là như vậy. Đối với mình thì chỉ cần để một hình nền thôi, và thay vì để hình chim hoa lá cành thì mình có thể để hình nhân vật nào đó. Vì hàng ngày thì mình tiếp xúc với tượng Phật, sách Phật nhiều thôi, thì bây giờ mình có thể để một cái hình khác cho nó cân bằng lại cũng được, không thành vấn đề. Cũng giống như là ví dụ như các cái nước ngoài thì họ có những cái kênh truyền hình, những cái báo chí độc lập. Đương nhiên nó cũng sẽ có những cái kênh truyền hình, cái báo chí thân nhà nước. Nhưng mà ví dụ thân chính phủ, thân nhà nước nhiều quá thì tất nhiên cái tư tưởng nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái đường lối thông tin, cái đường lối mà đưa tin bài nó sẽ chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng, đi theo cái đường lối, cái tư tưởng của cái giới cầm quyền muốn. Thì cho nên bây giờ nó phải có những cái đài truyền hình, những cái báo chí độc lập để nó cân bằng với lại. Mình nghĩ nó là một điều rất tốt, bởi vì là một khi mình tự đặt mình trong một cái lỗ, trong một cái rõ, thì mình không bao giờ nhận được những cái luồng ý kiến, những cái tư tưởng bên ngoài để mà mình phát triển hơn. Anh chàng anh lại, anh nhốt anh lại trong một bức tường, bốn bức tường, thì anh sẽ không bao giờ biết ở bên ngoài là gì, không bao giờ biết bên ngoài là gì. Anh không biết người ta, thậm chí không biết người ta nói ra sao về anh, nói tốt hay là nói xấu, bất kể. Ví dụ anh ấy, anh là tốt, very good, anh là rất tốt, anh rất tốt rồi, anh rất tốt rồi, anh rất tốt rồi, thì cần gì người dân của anh phải ra nước ngoài làm việc, cần gì đi xuất khẩu lao động. Cho nên mình phải càng học nhiều, phải càng
biết nhiều hơn để mình có sự so sánh. Mình phải làm cái phép so sánh để mình biết à, trên lý thuyết là vậy nhưng mà thực chất có đúng như vậy không, rồi trên sách vở là vậy nhưng mà bây giờ so sánh lại cái kiến thức, so đối chiếu với những cuốn sách khác, đối chiếu với những cái nguồn thông tin là được kiểm chứng, nó có tương đồng hay không. Hay là ví dụ mình cũng có thể ví dụ giả thử mình là boss đi, mình là chủ một công ty thì mình bắt hết nhân viên phải nói tốt về mình, nhưng mà thực chất mình không tốt, thì thật ra đó là một cách tự lừa dối chính mình đó. Cho nên trước mắt đọc sách cũng rất quan trọng, nhưng mà tư tưởng của bạn phải là open minded, phải là liberal, tức là phải cởi mở, phải dân chủ đó, nó phải cởi mở, phải tự do dân chủ đó, phải tự do dân chủ, liberal, tự do, thì các bạn mới có thể nhận những luồng kiến thức bên ngoài. Chứ nếu các bạn thích đọc đó nhưng mà các bạn chỉ muốn đọc những gì mình thích thì nó chỉ làm tăng lên cái tính bảo thủ trong đầu, trong cái tư tưởng của bạn mà thôi. Điều đó cũng nó chỉ là một con dao thôi, con dao nó càng sắc thì tới lúc nó có thể giết chết chính bạn. Ví dụ như thậm chí có một số vị đạt tới cái người Trung Quốc nha, có cơ hội đi ra nước ngoài học tới tiến sĩ ở một số nước châu Âu về, nhưng mà họ vẫn mang tư tưởng bảo thủ cố chấp, vẫn mang cái tư tưởng chủ nghĩa xô banh Đại Hán, vẫn mang chủ nghĩa tư tưởng dân tộc bảo thủ. Đại Hán là số 1, Trung Quốc là số 1, thậm chí những cái nền văn hóa khác theo họ cũng xuất phát từ Trung Quốc. Trời, như vậy là chết rồi. Anh học tới cỡ đó mà anh chỉ nói thì được cỡ đó thôi là chúng ta biết. Tại vì đôi có thể trong quá trình học anh ta chỉ thích chọn những cái chủ đề liên quan tới Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc thì sao, cho nên nó gây ra cái tác động rất là lớn, rất là khủng khiếp. Cho nên ví dụ như ngày xưa mình cũng bị như vậy, nhưng mà sau này tiếp xúc những cái tư tưởng tự do khai phóng, ví dụ của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, hay là đặc biệt của cụ Thu Gia Nguyễn Duy Cần. Cụ Thu Gia Nguyễn Duy Cần có một cuốn sách rất là hay là cuốn sách Tôi Tự Học. Đây là theo mình nghĩ đây là một cuốn sách khai phóng được xuất bản trong nước, mang cái tư tưởng khai phóng về học thuật, về cách các bạn tự học, cách các bạn nhận thức mà các bạn nên đọc. Cái cuốn này là mình giới thiệu cho các bạn, thì các bạn nên đọc Tôi Tự Học của cụ Thu Gia Nguyễn Duy Cần. Thu Gia là hiệu, Nguyễn Duy Cần là tên thật. Thì đó, đầu tiên là phải có tư tưởng tự do khai phóng trước, rồi sau đó bạn mới tích cực đọc. Ngày xưa mình cũng chỉ đọc những thứ loại mình thích, nhưng sau này mình nhận ra mình phải nên đọc những cái khác, xem người ta nói gì. Ví dụ như mình đọc cái nào cũng tốt về Việt Nam á, thế thì nước mình là thiên đường à, làm gì có nước nào là thực tế là thiên đường. Thì ngay cả Bắc Âu nữa, các cái nước thuộc Scandinavia, các thuộc cái bán đảo Scandinavia, họ cũng không dám nói họ là thiên đường. Thì bất kỳ nước nào nó cũng tồn tại những mặt tốt và mặt xấu. Cho nên đó, mình nghĩ là tư tưởng của mình phải cởi mở ra, sau đó tích cực đọc lên. Ok, nhớ nha, đó là hai điểm quan trọng. Và cái một cái ví dụ, một cái điểm mấu chốt hôm nay nữa là mình giới thiệu bạn cuốn sách Tôi Tự Học của cụ Thu Gia Nguyễn Duy Cần. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.